Hôm nay tôi sẽ đi tiếp một số những cái kiến thức liên quan đến reversal, bootstrap ha, tạm bootstrap trước khi chúng ta đi qua những cái bài tập để chúng ta làm. Thì hôm trước tôi đã trình bày cho các bạn liên quan đến cái thư viện về về icon và các cái thư viện về Jumbotron. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày liên quan đến hình ảnh và cái thanh navigation. Sau đó chúng ta đi đến cái thư viện Carousel là chúng ta sẽ kết thúc cái phần bootstrap các bạn ha. Thì những cái phần liên quan đến bootstrap image hay là bootstrap navigation và bootstrap carousel. Đầu tiên chúng ta đi đến bootstrap image. Thì các bạn sẽ thấy một số những cái hình ảnh là trên các cái trang web, người ta thông thường có thể người ta xài những cái hiệu ứng, ví dụ như là nó bo góc xung quanh. Rồi những cái hình ảnh cái dạng hình tròn, circle. Và một cái phần gọi là cái hình đặc biệt quan trọng đó chính là cái image reversal. Thì trong cái bài này tôi muốn trình bày cho các bạn ha, thì thông qua tôi demo trực tiếp để cho các bạn dễ hình dung. Các bạn xem một số những cái hình như thế này. Giả sử chúng ta nhìn cái hình như thế này. Nếu như mà các bạn không học reversal, không học reversal, thì chúng ta chỉ có một hình, đúng không nào? Chúng ta thường có cắt một hình. Nếu như trên màn hình lớn thì chúng ta thấy, nhưng mà trong màn hình nhỏ thì nó thì các bạn nó bị mất đi, đúng không nào? Nó sẽ không còn thấy hình ảnh được nữa và nó bị che khuất đi, đúng không? Hoặc trên những màn hình quá lớn thì cái hình lại bị cái hình này với các bạn nó cũng giữ kích thước đó, nó không tự động đi theo cái chiều của chúng ta muốn, cho nên cái hình ảnh trong reversal cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên đối với bootstrap thì cực kỳ là đơn giản ha, thì lát các bạn sẽ thấy tôi demo đầu tiên, các bạn nhìn đây cái hình các bạn thấy ha, khi chúng ta lớn lên tự động nó lớn ha, khi chúng ta nhỏ lại thì các bạn thấy cái hình nó sẽ tự động nhỏ theo, nó tự động nó điều chỉnh kích thước, nó tự động điều chỉnh cái việc đó các bạn ha. Đây đó, khi như vậy các bạn thấy ha, hình ảnh chúng ta vẫn thấy full và tự động kích thước của chúng ta là gì các bạn, là nó nhỏ lại. Thì tôi muốn cái khóa học liên quan đến WordPress tôi sẽ chỉ các bạn cái làm sao để chúng ta có được một cái website ha, tự tự như vậy ha, ná ná như vậy. Rồi hoặc là các bạn nhìn trên cái ví dụ này, các bạn nhìn cái hình ha, các bạn nhìn cái hình ở phía này chẳng hạn, khi tôi kéo nó lại thì các bạn thấy nó bị thay đổi theo nè, nó sẽ thay đổi theo đây, nó thay đổi theo các bạn ha, các bạn đó, nó tự động lớn lên các bạn, nhưng mà khi chúng ta nhỏ tự động nó giảm nhỏ lại. Cái việc đó là do reversal nó tự làm, do bootstrap nó tự làm cho chúng ta, tự làm cho chúng ta. Vậy chúng ta xài như thế nào trong việc trên trên bootstrap thì các bạn nhìn đây, cực kỳ đơn giản, nhìn trong cái demo này của tôi. Thì trong cái demo này, về phần đầu tiên chúng ta có HTML5 doc 2, rồi chúng ta có gì các bạn, viewport, có link stasis, bootstrap, vân vân, có tất cả. Này chúng ta học hoài rồi. Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái container nha, container, một cái container chính là cái box các bạn ha. Rồi chúng ta demo hình có cái góc xung quanh này, các bạn nhìn tôi chạy cho các bạn thấy, open with browser đây, có cái bo góc này các bạn nhìn thấy cái bo góc xung quanh được chưa, còn cái dạng hình tròn này các bạn, cái dạng hình tròn nè. Vậy thì trong Bootstrap chúng ta xài nó như thế nào, các bạn nhìn đây rất là đơn giản các bạn ha. Khi mà các bạn xài ra image thì các bạn này, đây là cái hình ảnh của ta, của chúng ta. Chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ có cái class, rồi chúng ta ghi là chữ img là viết tắt chữ image route, route id. Chúng ta có route id, chúng ta phải có chữ image nè, gạch route id, các bạn phải viết giống hệt cái class này. Bởi vì thực chất cái class này nó đã có gì các bạn, trong cái CSS và trong cái bootstrapping này nó tự động làm việc đó cho các bạn. Cho nên các bạn khi gõ đúng cái class này, đúng tên class này là lập tức cái hình của chúng ta nó có bo góc xung quanh. Nó có bo góc xung quanh các bạn ha. Tôi tắt bớt cái này để các bạn thấy thấy cái hình. Tắt bớt ha. Rồi đây các bạn thấy cái này ha, đó nó có bo góc xung quanh này các bạn. Bo góc thì các bạn đơn giản là gì các bạn? Chúng ta chỉ cần là image route. Đây, chúng ta image, chúng ta route id ha là bo góc. Rồi nếu các bạn muốn nó có hình tròn thì đơn giản các bạn viết nè image, và chúng ta có là cycle, và chúng ta có cycle thì lập tức là gì các bạn, nó dạng hình tròn được chưa nào. Rồi chúng ta chạy lại coi, open with web browser đây, round border. Rồi đến cái chế độ hình cuối cùng thì các bạn thấy đây là một cái hình, đây là một cái hình. Nếu như mà cái hình này chúng ta không có thì bao siêu thì các bạn lớn nhỏ gì nó cũng giống hệt vậy, nó cũng như vậy hoài, nhưng các bạn thấy nó reversal khi tôi kéo nhỏ lại, các bạn thấy cái hình nó sẽ nhỏ theo đó, cái hình các bạn thấy ha, nó thấy nó nhỏ theo đó các bạn ha. Còn cái hình đây này không có reversal cho nên các bạn thấy là gì, nó giống, nó vẫn giữ nguyên kích thước. Còn cái hình dưới này của chúng ta là gì các bạn, nó nhỏ theo, nó nhỏ theo của chúng ta đó, nhỏ tí vậy, thì khi nào tùy theo cái kích thước mà nó lớn nó nhỏ khác nhau.
thì đó là cái hình ảnh gọi là immersive. Thì cái hình ảnh dạng như vậy chúng ta xài khá là nhiều trong cái chúng ta dạng nào các bạn ha. Rồi các bạn nhìn đây, thì chúng ta demo đây thì chúng ta đơn giản chúng ta thêm cái gì của bạn, cái image của chúng ta cũng có sụp lúc nào, và chúng ta thêm là chữ EMG là image, chúng ta thêm chữ reversal gạch ngang reversal, thì lập tức cái hình của chúng ta là gì các bạn, là nó reversal cho chúng ta à. Thì cái class image reversal này cũng có sẵn trong Bootstrap của chúng ta, cho nên khi các bạn viết như vậy là nó đã hiểu rồi, được chưa? Vậy tôi nhắc lại là liên quan đến hình ảnh chúng ta có 3 thứ. Một là liên quan đến cái bo góc xung quanh thì chúng ta sẽ image chúng ta bị round ED, chúng ta muốn thay dạy dạng hình tròn tại image cycle, và chúng ta muốn cái hình của chúng ta reversal thì đơn giản chúng ta thêm một cái class cho cái hình của chúng ta là EMG image reversal, EMG reversal là lập tức cái hình của chúng ta nó reversal được các bạn ha. Đó là cái bài liên quan đến cái hình mà tôi demo cho các bạn để sau này chúng ta áp dụng, chúng ta xài. Thì cái khái niệm mà các bạn thấy image reversal này chúng ta xài khá là nhiều các bạn ha. Rồi chào các bạn.